trong cái cuộc đời này quý vị buồn là vì dại dữ lắm. Buồn vì nghèo, buồn vì bị bỏ rơi, buồn vì xấu, buồn vì lùn, buồn vì lé, buồn vì hô, buồn vì ung thư, buồn vì nổi mụn nhọt, buồn nhiều thứ, buồn vì què, buồn vì dốt, buồn vì ngu. Tất cả những loại buồn này của quý vị là do quý vị bị chối buộc. Hãy cỡ cái đó ra đi. Khi cỡ ra rồi thì quý vị sẽ thấy hoàn toàn nó tốt. Nhớ. Bây giờ tất cả việc đó nó đến với mình rồi, quý vị buồn quý vị giải quyết được không? Không bao giờ giải quyết được. Bây giờ chồng với vợ sống với nhau còn trẻ, mới có 45 tuổi à. Ngủ một đêm sáng mai chồng chết queo, bị khóc, bị la, tức tử. Rồi thằng chồng nó có sống lại không? Nó chết rồi. Còn mình phải sống chứ. Thà mình nén sự đau buồn đó để mình tìm ra một con đường giải thoát, còn hơn là la khóc sùm ghen ghỉ 10 ngày sau có chồng khác. Thường là mấy cái bà mà khóc ác đạn là mấy cái bà mau có chồng nhất. Đi đâu cũng than mà, đi đâu cũng than cũng khóc. Thì mấy thằng đàn ông nó gặp một cái nói: nàng ơi. Thì lúc đó nó mới có cơ hội. Còn bây giờ người ta nén sự đau buồn đó, đẩy vào bên trong hết rồi. Rồi bắt đầu là người ta ở bên ngoài, người ta lo, người ta sống tốt, người ta niệm Phật, người ta có phương pháp. Ta nhìn được cái việc vợ chồng sống vậy mà vô thường chết bất tử. Từ hôm nay bản thân mình còn ở lại trong cái cuộc đời khoảng thời gian này, mình phải cố gắng tu nhân tích đức để chọn có một con đường giải thoát của cuộc đời. Chứ không có bước thì bước nữa làm chi. Trong tâm nó ngầm ngắm cái tâm nó nghĩ gì thì làm gì có cái chuyện nó bước thì bước nữa. Còn cái này khóc la kêu gào ghen ghỉ là vì cái cô đơn chống vắng, những đêm khuya phắt một mình đơn côi mà đi than thở, đừng tìm. Than thở đi tìm á, khóc đi đâu cũng than cũng thở. Rồi gặp đàn ông đàn bà gì cũng than cũng thở. Coi có ai đáp lại tình mình không? Chàng ơi cái này nè mới dính nè. Cái này nó dính nè. Nó xong cái đầu gặp cái thằng kia nó thấy buồn khổ cái gì. Nó mới kêu nàng ơi. Trên thành phố có quán kem, nàng đi với ta, đi ăn cà lem. Đó. Là mình thấy bây giờ buồn quá mà có người dẫn đi ăn cà lem. Kệ nó cà lem gì cũng được, miễn có cà lem là được rồi. Thì cuối cùng đi ăn cà lem, đi ăn một lần, rồi mai mốt đi ăn cà lem hoài. Cà lem tem 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 tem. Nó. Nên từ nơi đó là bởi vì khóc lóc kêu gào mà lại mau quên. Còn cái người người ta im điềm, người ta lo cho chồng người ta đàng hoàng, cho vợ đàng hoàng vậy đó mà người ta không bước thêm bước nữa đó. Im điềm vậy mà người ta không bước thêm bước nữa đó. Không giỡn đâu nghe. Nên chùa mình mà chia sẻ Phật pháp với nhiều cô mà xa chồng hoặc nhiều chú mà xa vợ vậy mà người ta không bước thêm bước nữa. Do người ta hiểu á, ta không muốn đem cái gánh nặng về làm gì. Chứ nếu mà không gặp những đức chắc cũng nhiều mối tình dắt dai thêm nữa. Chứ không phải giỡn đâu nghe. Đó. Thì quý vị thấy cái pháp môn tịnh độ này hay chưa? Hay không tưởng tượng được pháp môn tịnh độ này. Tịnh là gì? Tịnh là câu Phật hiệu. Độ là gì? Câu Phật hiệu độ người. Tịnh độ là câu Phật hiệu độ người đó quý vị. Trời ơi, biết gì. Tịnh độ là câu Phật hiệu độ người. Có nhiều người thì mỗi người giải thích khác nhau. Có những người nói tịnh độ, tịnh là gì? Tịnh là tâm hoàn toàn thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh hoàn toàn, không có một chút vọng tưởng, thì lúc đó mới độ người. Trời ơi, ở cõi này mà tâm thanh tịnh, sao thanh tịnh tâm được? Nhưng đức giảng cho vì vậy hiểu tịnh là gì? Tịnh là câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu mới tịnh. Đức Phật A Di Đà ngày tịnh.
thì dùng câu A Di Đà Phật của Ngài là danh hiệu của Ngài đi độ chúng sanh, đúng không? Đó. Còn bản thân mình cũng có nhờ câu Phật hiệu đi độ mình, chứ làm gì mình thanh tịnh mới độ đi độ sanh. Đó. Còn cái chữ tịnh còn một ý nghĩa là gì? Là không nhiễm. Không nhiễm là sao? Không nhiễm là trong cái cõi đời này có sống, có lo, có ăn, có ngủ, có dùng, nhưng mà lại không chấp, cũng là tịnh. Cũng là tịnh đó, đúng không? Nhìn đẹp thì biết đẹp, nhìn xấu biết xấu, nhìn cao biết cao, nhìn lùn biết lùn. Nhưng mà cái xấu, cái lùn, cái cao, cái đó, đó kệ nó. Bản thân chúng ta nhìn thấy, chứ không phải là phủi bỏ. Chứ không phải gặp mà nhắm mắt, nhắm mắt mà tâm lại nhìn còn ác hơn. Thà mình nhìn đại một cái rồi thôi, hiểu không? Có những người họ không có thông tâm, quý vị, họ tu họ không có thông tâm, nó gặp làm như là ghê lắm. Cái họ cũng gặp một cái cô, sư cô, bà đâu có đến, còn trẻ đâu, hai mấy tuổi, nghe mình giảng, đến gặp mình nói chuyện, thẳng lưng lên, cặp mắt cái nhìn gì nói, như Đức nói, bà mở mắt ra đi. Bà hết hồn, mới xanh mặt xanh vậy chứ. Bà tự thầy thấy ghê chợ. Nói chuyện cái nhắm mắt hoài, nhắm mắt vậy sao mà có tần số nói chuyện. Bà mở mắt ra đi. Bộ tôi là quỷ ma gì đâu mà bà nhắm mắt hoài à. Cái xong bà nói, dạ thưa thầy con sợ. Cái sợ gì tôi sợ. Ông mình làm gì mà cuối cùng mình nói chuyện chút người ta nghe, người ta cởi mở tâm tư, quý vị. Lạ ghê. Bởi vì độ chúng sanh nó có nhiều cách. Nó có nhiều cách. Bởi vì mình phải có cái khả năng mà đa dạng phương tiện thì mới đụng với đa dạng chúng sanh bây giờ. Đúng không? Đó, những Đức nói cô cứ nhắm mắt cô nhìn xuống không à. Những Đức hỏi cô là tâm cô có mở ra chưa? Bà im gu. Thà cô mở mắt cô nhìn để tâm cô đi theo cặp mắt đó mà mở luôn, còn hơn là cô mở trong tâm mà mắt nhắm, nó dồn nén trong lòng. Khi cô về cô u uất trong lòng lắm. Cô hãy mở mắt ra đi để cho tâm cỡ mở. Trời, nghe một cái bà mở mắt liền cho. Bây giờ nghe pháp ở xa cũng quý những Đức quá, và có cơ hội mà ngồi gần thì mình nhìn mặt mày những Đức coi làm sao. Nó để nó thỏa lòng thương nhớ. À, chứ làm bộ hoài. Trời ơi, đánh ngay tâm lý thì ơi, đánh ngay tâm lý luôn, cởi mở tâm tư luôn. Rồi về cố gắng tu nghe. Nó chứ không thôi mà đi đến đây mà ta hỏi ông thầy Đức làm sao, bên ngoài sao, nói không biết. Nên từ nơi đó mà con người tu hành nó phải thật chắc, quý vị ơi. Nó thật đi. Tu là phải tu thôi. Nhưng mà cái gì thật là thật đi để gọi tu. À, đừng có màu mè. Cái thời cuộc này á, xăng dầu nó lên giá dữ lắm. Cứ dòng do tam quốc hoài. Từ đây nó đi lại đây là cái máy quay phim. Thì cứ chạy lại máy quay phim đi. Chứ tại sao mà đi một vòng ra ngoài xăng chùa rồi quay lại máy quay phim chi hả? Hao hết nửa lít xăng của ta. Nghe không? Nên Phật tử nó về chùa mình ta nghe cái gì nó xác thực cái nấy. Mình xác thực vậy đó mà ta nghe mình ta lại thích đó. Quý vị coi bao nhiêu người ta quý mến, người ta thích, người ta mới về đây ào ào. Người ta đến như biển cả mênh mông. Quý vị thấy cái buổi chia sẻ Phật pháp mình không? Nhìn xuống, quý vị thấy cá mập cũng có, cá sâu cũng có, cá rô cũng có, cá sạc cũng có, cá lòng tông cũng có, cá chèn bầu cũng có, cá cơm cũng có, linh non cũng có, linh già cũng có, cá lóc cũng có. Nhìn xuống thử coi, nó đa dạng căn cơ.
Bởi vì mới là cái tâm mình phải là biển cả mênh mông, mới là dung chứa muôn loài. Hiểu chưa? Nếu như cái tâm quý vị mà không rộng lớn, đố mà bây giờ bị nói ta nghe được á, giống như thằng bé nhỏ xíu xíu đằng kia nó còn ngồi nó nghe pháp, thấy chưa? Nó xíu người ta còn ngồi người ta nghe pháp đàng hoàng ngoan ngoãn, thẳng lưng đồ đàng hoàng bằng áo tràng. Nít mà nghe được là không có đơn giản, là giỏi lắm, là dễ thương lắm, chứ không phải giản đâu nghe. Mấy đứa nít về chùa mà là đứa nào cũng dễ thương, đứa nào cũng ngoan. Dễ thương của đó tôi cho một hộp sữa đó. Nó nên từ nơi đó mà ai mà có sữa đồ á, lâu lâu đem ra đây sữa nít á. Bữa đó Kim Tho có công ty sữa nào mà cho được 20 hộp á, sữa đó cho nít ngon á, hộp có 900 ngàn. Sữa đó hộp 900 ngàn nó dẫn đâu. Nên từ nơi đó được có 20 đứa nít à, tôi cho mấy đứa nít mừng ghê. Ai có sữa đem đây tôi cho giùm chứ tao. Mấy người đừng có cho, để tôi cho có phước hơn. Những đứa cho mấy đứa nít nó mừng lắm quý vị ơi. Nên từ nơi đó mà mỗi người mình á, mình nghe vào pháp, con đường đi tu của mình nó có mục tiêu rồi. Nó con đường này tôi đi mười mấy năm tôi thấy nó kết quả. Quý vị thấy lễ Giêng Quan Âm không? Trung thu không? Chủ nhật không? Chương trình nào quý vị thấy ào ào người ta chưa? Nên tất cả các anh em đi xuất gia đi tu nên nhìn con đường này. Nên nhìn con đường này mà biết quy hướng. Nhìn con đường này mà biết quy hướng. Đừng có mà đi sai hướng uổng cuộc đời. Nên dù cho quý vị là cư sĩ chứ, nhưng gặp con đường này là đặc biệt lắm rồi. Cố gắng. Trời ơi quý vị thấy không? Trong cái thời cuộc này mà chùa mình 2.000 người mà mỗi ngày có gạo ăn là không có đơn giản. Những đức nói thiệt á, những đức muốn thường nói câu này là vì sao? Để cho người ta thấy cái câu vật hiệu này không có đơn giản. Chứ không phải mình khoe cái chuyện này làm gì. Nhưng mà cho người ta thấy, người ta đặt câu hỏi. Vậy thì 2.000 người này tại sao lại có cuộc sống? Niệm Phật đó. Niệm Phật không mà được vậy đó. Không đơn giản đâu nghe. Cái công đức niệm Phật mình không có thể nào nghĩ bàn nổi vị ơi. Thù thắng dữ lắm. Công đức niệm Phật á, tại vì trong cái bổ nguyện của Phật có sự cứu độ, có giúp đỡ đầy đủ ở trong á, mà mình niệm danh hiệu Phật là có cảm ứng. Vị coi á, chờ mưa rầm rầm, ngày nào cũng mưa, mà ngay cái ngày Trung Thu mình nói một câu, ngày đó ông chờ đừng có cho mưa, ngày đó cho con cháu chơi đèn Trung Thu. Thầu ơi, người ta đến hơn 5.000 người mà nguyên một ngày thứ bảy là không mưa, tối lợi sáng trăng rực rỡ cả bầu trời, nên con cháu người ta chơi đèn Trung Thu vui quá trời luôn. Bữa sau chủ nhật còn ở lại mấy ngàn người tu, tu xong 1:30 gì hết trơn mưa, rõ ràng chưa, lạ chưa. Rồi xong mấy bữa nay mưa xiên suốt, mưa hoài luôn, thấy không đó. Nên quý vị thấy có cảm ứng mình vì người ta, nên chúng trong chùa phải nhiệt tình hết mình vì người ta. Cái tâm mình mở rộng bao nhiêu, phước theo đó mà tăng. Con người mà tâm lượng lớn nó không có buồn nữa, nó loãng hết trơn rồi sao buồn. Con người hãy mở tâm lượng lớn ra thì không có buồn nữa đâu. Buồn không có giải quyết được vấn đề. Nhớ Phật đi, buồn chi? Buồn có được gì? Buồn bánh mì cũng không cho ăn nữa, buồn mất công đi, hiểu không? Mình vui vẻ, người ta còn cúng này cúng cái kia, nên người ta đi vô bếp mà người ta gặp mấy cô mình hoan hỷ vui vẻ là tự nhiên người ta cúng dường lần sau ta muốn cúng dường. Còn gặp mà ta đem đồ đến cúng dường mà mặt lớn mặt nhỏ chê khen giết nó không cúng miếng chết đói, thấy không? Nên cái người mình á, khi người ta cúng cái gì cho mình, cái tâm mình cung kính cảm ơn. Còn khi mình làm việc vì chúng sanh mà ta lỡ ta cho quà mình thì mình giải thích cho người ta nghe kỹ cái đàng hoàng, chứ không phải là mình nói bằng cái cách mà mình không cần, vậy người ta cũng buồn mình. Hãy khéo nói. Nên bây giờ ở đây hòa thượng xây chùa thầy lo hết trơn rồi, nên quý vị cúng á, thì tiếp nhận mà gỡ lại cho ban tổ chức để chia nhau cùng sống hết trơn. Cũng như bên kia mà
mấy bà già lâu lâu mà sửa đồ bà cắt dấu này kia rồi bố gom hết trơn đem xuống nhà bếp tập trung lại nhiều loại sữa đổ chung vô pha thành ngũ cốc cho toàn chúng uống, uống một bữa nguyên chúng tiêu chảy sạch nhất. Chơi vậy đó, mà chơi vậy đó, rồi xong á, bữa sau Nhữ Đức lên Nhữ Đức nói lỗi lầm là do tại ai? Hồi xưa người ta quản lý một số mà một số nước người ta đến, một quốc gia Trung Quốc người ta quản lý là 10 hộ là một cộng, khi một hộ phạm là 9 hộ chịu. Bây giờ tôi cũng quản lý tương đối, là trong chùa đã lo hết rồi mà còn dám nhận đồ đem vô phòng cắt thì tôi gom lại hết bánh, ngũ cốc, sữa tôi đổ vô hết, tôi lấy máy xay tôi xay ra, xong tôi cho uống cả chùa, tôi cũng uống luôn, cuối cùng thầy trò cùng tiêu chảy chơi được không? Chịu một ngày tiêu chảy cả chùa luôn, chạy tá lả âm binh, vui vui quá trời vui luôn. Trời ơi quý vị ơi, đông quá bị tiêu chảy, không có nhà vệ sinh vô kịp, chặn nguyên cái nhà vệ sinh lại cho tập trung ngồi đại xịt tá lả âm binh, xong thằng nào khỏe khỏe đi hốt. Đúng là một cái kỷ niệm khó quên. Từ đó về sau không ai dám nhận đồ để trong phòng riêng vì sợ bị thập cẩm. Làm vậy đó, nó có nghĩa là có phước cùng hưởng mà có họa cùng chịu, chơi thập cẩm. Từ hôm nay chùa này mấy bà cụ ở bên đây, bà nào đem đồ ăn vô phòng gom được mỗi tầng, gom lại hết 2-3 tầng thập cẩm một lần. Đây cũng là một phương pháp hay, xúc ruột. Nghe không? Người ta ở ngoài lâu lâu người ta uống nước muối để xúc ruột, bây giờ lâu lâu cho uống thập cẩm. Hiểu không? Đó. Nên á, sống nó có cái tập thể, tình thương mến thương. Có ngon cùng ăn ngon, có dở cùng ăn dở. Lúc này sao ưa cà lâm quá. Hiểu không? Nên quý vị biết á, tôi chia sẻ đơn giản vậy đó mà quý vị thấy làm cho ta vui thấy chưa? Nhìn qua bữa nay có thấy sư cô lạ. Sư cô lạ nghe ông thầy giảng mắc cười quá. Bây hôm bên kia bên chùa mới có bà sư cô lạ, bà nghiêm. Bà nghiêm thấy ghê, hỏi mấy chú, nói là sư cô này tu thiền nghiêm dữ lắm. Vô, bà ngồi nghe Như Đức giảng, bà nhắm mắt, bà nghiêm. Như Đức giảng một chút, bà lọc. Ban đầu bà nghiêm quý vị, bà dùng mà tâm lực để mà gọi là vô định đúng không? Nó là không có cười, người không có cười. Như Đức giảng một chút, bà chịu hết nổi trong tâm, bà cười trước rồi bà cười rồi. Bà kiềm chế không được, cuối cùng bà làm. Tàu ô nước miếng mà văng tùm lum tùm la hết chứ. Cái đó mới đáng sợ nguy hiểm. Thà cười đi, cứ rô đai cười từ từ nó không sao. Còn cái này kìm nén chi cười mà có ai đâu mà cản mà kìm nén. Tôi giảng mà mũi nó còn hung môi với tôi kìa. Tôi nói công nhận thiệt, bây giờ tu giết rồi, gặp ai người ta cũng muốn hung. Bởi vì quý vị biết rằng có khi mình không có muốn làm cao xa gì. Cái bữa đó mà Trung Thu, ta ơi, người ta quý mình quá quý vị ơi. Có nhiều người mà người ta nắm cái tay người ta đập lên đầu người ta, tự biết chi không biết luôn. Có những người ta chụp tay mà lấy mình vũ ra thì sợ người ta buồn, ta ngại, mình thấy thôi kệ mình đi đại mình cũng như không quan tâm tới đi, không để ý tới mà làm như mình không biết đi.
hiểu không? Vừa mới giảng mũi bay là đậu lên môi. Thấy chưa? Người niệm Phật cả mũi còn thương. Thấy không? Đó, nên á, từ nơi đó mà khi mình có cơ hội cười, mình cứ cười đi. Cười từ từ, từ từ mà cười. Rồi khi mình cười mạnh lên thì nó không đến nỗi văng nước miếng. Nó khổ cho bà sư cô biết hổng bên chùa mới ghê. Nó ngồi mà nói à bà ngồi đi rồi bà chờ xem. Coi cái sức định bà với tôi ai mạnh hơn. Bà thì định còn mình thì động. Thử coi ai định ai động hơn ai. Cuối cùng bà ngồi. Mình giảng 10 phút là mình thấy bà là từ con mắt mới vô nhắm nhắm một chút là thấy bả là rồi, thấy ngoài động rồi, giảng một chút bả xịt một phát nước miếng răng tùm lum tùm lum. Không đơn giản nha quý vị. Có cái bà bữa đó bả là trưởng bệnh viện, mới nói trời ơi con là nghiêm nhất đó thầy, không ai mà chọc con cừ được, mà con mà thật sự mà khi ngồi nghe thầy giảng là phải đi vô phòng ngồi một mình để mà cừ cho hả hê. Thì cái vai trò mình mà ngồi mình cười quá sợ nhiều người ta nhìn ngó thấy này kia, nó trời ơi cô sao mà cô khổ dữ sợ. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ, cô cười đi để cho nhân viên nó cười theo. Nếu mà làm gì bà nghiêm chi mà vô phòng bà cười mình, bà từ hôm nay bà bật lên bà ngồi bà cười hả hê đi. Nó nói sợ vui quá cười quá lãnh đạo người ta không nghe thầy. Nó nói vậy tôi lãnh đạo 2000 người sao người ta nghe răm rắp rồi, cười tối ngày á. Làm chứ mà khổ dữ không biết. Thôi nên mấy cái người mà làm lãnh đạo đừng có suy nghĩ. Mình làm lãnh đạo cái mặt phải ngầu. Ngầu chứ vậy? Mệt ghê. Ngầu giết rồi nó đi cầu không ra. Chết mồ luôn. Con người mình mà ngầu giết rồi nó bị trúng độc đó. Cái đường tiêu hóa của mình nó không thông. Nên tôi nói rồi, tôi nói thiệt nghe, ai mà ngầu đi cầu không ra đó, cho mà biết đó kia. Tôi thấy mà tôi vui vẻ nè, tôi ăn được, ngủ được, đi được dễ dàng. Nên mấy người đừng có đi ngầu, ngầu đi cầu không ra. Nhớ cái câu này là câu thầy Đức nói lưu danh hậu thế. Quý vị thử đi tìm hiểu, đi hỏi đi mấy cái người mà khó khăn, khó chịu, buồn dặn, ngầu cái mặt kinh kênh, phải đi cầu khó đi không? Đi hỏi đi, tổng kết lại đi. Thường là những người đó bị bón nhiều, chết mồ luôn. Nên từ hôm nay cỡ mở tâm tư đi, mấy ông, mấy bà ô. Hiểu chưa? No. Nên người nào mà không ra là biết rồi đó, nghe chỉnh lại liền. Niệm Phật nghe Pháp vui vẻ lại đi là nó ra ngon lành. Nhớ nghe, này là cái điều nhân sinh lắm á. Này là nó tuyệt chiêu lắm mà tôi nói ra là tôi bật mí đó nha. Nghe bật mí rồi đó. Quý vị thấy một tiếng đồng hồ quý vị thấy hạnh phúc chưa? Nghe không? Vừa có buồn pháp tu mà lại vừa được vui, có tư tưởng mà cởi mở, quý vị thấy ai còn buồn nữa không? Nó giảng pháp sao không biết mà dừng hết buồn là được rồi. Nó nên nó nhớ là nghe, con đường tu này nghe, tịnh độ nghe là số 1 nghe, con đường này đúng rồi đó. Đi tu là nhắm mục tiêu nghe. Nó mười mấy năm niệm Phật nè mới được gì nè, rồi làm bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời nè. Nên các thầy, các chú, các cô, các cụ gặp được duyên này cố gắng, các cô trẻ cố gắng. Đây là con đường đặc biệt, có người dẫn đầu mà mình đi theo đây là mừng lắm rồi. Cố gắng nhắm mục tiêu cho chuẩn, đừng có lang thang, đừng có vòng vo nghĩ ngợi lu bu, đừng có sống núi này trong núi nọ. Cuộc đời người không thành công đâu, sống ở đâu lo ở đó, ăn cái nào gào cái nấy. Luôn luôn bảo vệ nhau, tin tưởng nhau bằng cái tấm lòng chân thật.
Vậy thì chắc chắn người ta sẽ có trách nhiệm với mình hết lòng hết dạ. Thì mình sống cả đời này tu hành vì là quá hạnh phúc quý vị. Nhân đức từ khi gặp Pháp, gặp Phật Pháp là gặp ngay Pháp môn niệm Phật. Nên hôm nay chúng ta chia sẻ nhờ gặp tịnh độ mới có ngày hôm nay. Chuyên tu tịnh độ, chuyên hoằng tịnh độ. Rõ ràng niệm Phật giống như có Phật sắp xếp con đường đi của mình. Ở trên Đà Lạt 5 năm, xong rồi duyên đưa đẩy xuống đây. Không ngờ đi xuống dưới đây lại gặp một hoàn cảnh đặc biệt. Hòa Thượng xây dựng đồ sẵn hết. Rồi mấy năm sau lại qua Đại Tụng Lâm. Rồi phát triển thêm chỗ chùa mới. Toàn là Phật sắp xếp không chứ. Mình đòi hỏi sao được. Rồi đi tìm kiếm cũng không tìm đâu ra. Cùng thợ Nhuận Đức có nhiều anh em huynh đệ. Mấy ông cũng đi quá trời đi tìm kiếm mà cuối cùng không được. Mà có cũng làm được luôn. Rõ ràng không? Cái câu là tùy duyên thì tiêu nghiệp chướng, mà phan duyên thì chuốc tai ương. Khi mình tùy duyên, mình ở đâu mình cố gắng mình tu cho tốt, nghiệp chướng nó tiêu trừ thì nhân duyên nó đến với mình tốt. Còn nếu như mà mình phan duyên thì nó chuốc tai ương. Là mình phan duyên là duyên chưa đến mà mình đi phan duyên thì trở ngại. Nhuận Đức ở khi ngồi suy nghĩ, không ngờ mình đi tu mà mình làm được nhiều việc vậy luôn. Như nhiều ca sĩ nổi tiếng mà xưa Nhuận Đức trên thành phố muốn chạy đến gần nó một chút cũng không được. Mà giờ họ đến rồi gặp mình xin chụp hình chung. Quý mến mình. Nên là nhờ Phật Pháp mới được gì. Chứ con người mình cũng là người của ngày này, ngày xưa mà. Chứ có gì đâu. Từ nơi những điểm này bản thân mình gặp Phật Pháp phải quý, phải trọng. Cái cách học tập của những đức là chỉ cho người ta một con đường, chỉ cho người ta mục tiêu. Khi đi tu người ta có mục tiêu, người ta có một con đường, có định hướng. Cũng như cái công đoạn mà Nhuận Đức kể về cuộc đời Nhuận Đức á, độ nhiều người đi xuất gia là đi tu lắm á, mà có con đường lắm á. Tại vì sao? Vì Nhuận Đức kể cuộc đời Nhuận Đức thì nhiều người giống Nhuận Đức lắm, thì tự nhiên người ta biết bước lên con đường đó, người ta đi để thay đổi cuộc đời chứ. Nhờ gặp ngay pháp môn tịnh độ mà mình lại có lòng tin nữa. Nó nhiều yếu tố như tin nè, hành trì nè, cố gắng nè. Nhờ vậy đó mà mới có ngày hôm nay. Con đường này đi đúng à. Nhớ nghe. Con đường này đi đúng à. Nhớ nghe. Giống như con đường này Nhuận Đức đi được rồi đó. Quý vị đi theo là đúng rồi. Những người đi tu mà có định hướng chọn lựa rồi đó. Giờ chùa Hòa Thượng xây chùa lớn lớn không? Tính ra chùa mình mà anh em xuất gia mười mấy ông, còn nhiều người ta cư sĩ không. Bữa đó có một cái cô đó, trưởng bệnh viện, cô gặp Nhuận Đức để cô thường nghe Nhuận Đức giảng. Cô nói Nhuận Đức một câu là cô hỏi: dạ thưa thầy, chùa mình khoảng 100 thầy không, để quản 3 điểm chùa. Nhuận Đức nói có 12 thầy. Mà 12 thầy cùi bắp. Nhuận Đức cũng cùi bắp luôn. Chứ không có gì hay ho ấy. Chỉ có niệm Phật à. Còn nhiêu toàn là quý chú, quý cô đều kết hợp. Mà lo lắng là mỗi ngày gần 2.000 người. Cái này là cái đặc biệt lắm quý vị. Nhờ niệm Phật đó. Nhờ niệm Phật mình mới phát tâm dữ dằn gì. Cái người mình niệm Phật mình muốn sanh cực lạc, một người mình làm bằng 10 người. Tại vì sao?
Vì mình biết được cuộc đời nó vô thường nên mình siêng lắm, mình làm tốt lắm. Mình biết rằng là việc này mình làm cho mình, chứ mình đâu có làm giùm cho ai đâu. Nên mình làm mình đâu có nại công này gì đâu. Mình đâu có kiểu như mà mình nói người này làm nhiều làm ít gì đâu. Tại vì mình làm cho mình làm nhiều thì mình hưởng nhiều, mình làm ít mình hưởng ít. Mình không làm mình gác mình chịu. Đó. Nên từ nơi đó mình hiểu rồi tự nhiên mình phát tâm. Pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm, những đức nói thiệt. Vì Đức Phật A Di Đà ngài có bổn nguyện, mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài lại chỉ. Cái này con đường đi là mình yên tâm vì Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ, mà Đức Phật A Di Đà lại phát nguyện. Nên khi cái người mà niệm Phật á, là được Phật gia hộ. Tại vì Phật chỉ, Phật độ, mà mình lại đi con đường đó, lại hướng dẫn người ta niệm Phật, thì quý vị hướng dẫn người ta niệm Phật thì Phật độ. Chắc chắn Phật độ. Nên mình ở nhà mà mình niệm Phật thì Phật cũng độ mình. Cư sĩ ở nhà niệm Phật thì Phật cũng độ. Nhưng Đức nói quý vị bỏ ra thời gian cố gắng chăng thật một năm thử đi. Vì niệm Phật tới đây rồi tự nhiên con quý vị nó gặp mặt cho tiền, không có trở ngại, không có bực bội, không có câu có với mình, lạ gì. Trong vòng một năm chăng thật niệm Phật, không muốn nói dòng do gì con cái nữa. Hồi xưa nói quá trời luôn, giờ đừng nói nữa, đừng bực dọc khó chịu gì chứ. Được mắt gì cũng có nặng nề, cứ cố gắng đúng vai trò. Và mỗi ngày cái niệm Phật, mặt tươi vui, cứ làm đúng gì đi. Vì thấy trong vòng một năm giờ có cảm ứng liền. Tự nhiên quý vị sẽ thấy rằng lạ lắm. Con nó làm được chút đỉnh tiền nó cũng chia cho bị xài nữa. Nó gặp mặt nó thương, người này không cho, người kia cho. Cái công đức niệm Phật lạ lắm. Nên có nhiều người ta đến chùa mình ta tìm hiểu, nó nghe giảng, nhưng mà đến trực tiếp coi thử coi sao. Họ nói đi đến đây họ thấy còn hơn cái mình giảng. Họ thấy còn thấy còn kinh khủng hơn cái chuyện mình giảng. Những đức giảng là những đức nói chưa hết á. Vì đi đến đây bị coi thấy còn kinh hơn. Cái sống, cái lo, cái ăn, cái ở ở đây còn kinh khủng hơn. Nếu mà nói hết ra luôn có sợ người ta nói mình xạo, nói dữ quá. Nhưng mà đi đến đây vì thấy nó còn kinh hơn. Nói mà thứ bảy, chủ nhật, đồ lễ lọc đồ vì thấy dữ dằn lắm. Nhưng mà cuộc sống ổn định đầy đủ là từ đó. Từ ngay chỗ niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Cái công đức niệm Phật lớn dữ lắm. Nên mỗi ngày làm gì làm cứ niệm Phật, xin niệm Phật đi. Cái công năng niệm Phật chưa có phát huy hết đâu. Tại vì bản thân mình chưa có phát huy hết đâu. Nên cái công năng niệm Phật, cái công đức của Phật không thể nghĩ bàn, không thể nào nghĩ thông suốt hết nổi, không thể nào bàn nói hết được. Cái thế giới cực lạc bậc A-la-hán còn không biết nổi mà, chỉ phàm phu chúng ta. Nên Ấn Tổ ngài nói vừa phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì mình đã đứng trước mặt bậc tiểu thừa. Tiểu thừa là bậc A-la-hán. Giống như con của vua dù mới sanh ra nhưng vẫn là có địa vị lớn hơn thừa tướng. Nên mình là người niệm Phật là giống như con của Phật, giống con vua. Vừa phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì vượt qua mặt tiểu thừa. Nên quý vị biết có môn tịnh độ này thù thắng mức nào. Nên những đức nói rằng là nhờ gặp tịnh độ mới có ngày hôm nay. Rồi bao nhiêu chương trình những đức làm đó là cái bài giải thích quý vị nghe đó. Coi thấy nghe. Bao nhiêu việc làm đó. Quý vị thấy không? Mỗi một chương trình làm đều thành công. Vì chúng sanh không à. Mà bây giờ quý vị coi á, những buổi chia sẻ những đức bây giờ trên mạng đầy. Bấm lên á, chỗ nào cũng thấy mặt. Giống như phăng thăng khắp nơi. Quá trời luôn.
Đó, nhờ gặp tịnh độ mới có ngày hôm nay. Rồi nhờ cái nhân viên đưa đẩy, gặp chùa hòa thượng mình xây sẵn gì. Nên những đức nói hòa thượng mình xây chùa, các sư huynh cực khổ cùng với hòa thượng xây chùa này. Mà bây giờ mình đi đến đây mà mình làm gì, những đức nói cái công đức của hòa thượng mình và cái công đức của các sư huynh lớn dữ lắm. Tại vì sao? Vì tạo ra một ngôi nhà, một ngôi chùa mà chúng sinh người ta được nhờ thì nó thành ra thật sự là thiện duyên công đức lớn dữ lắm. Giống như vậy, nấu một nồi cơm mà không có ai ăn thì cái nồi cơm này có ý nghĩa gì? Nấu cơm ra mà có người ta ăn nó mới có phước. Pha hột é mà có người ta uống thì có phước. Chứ pha ra không ai uống rồi lấy đâu có phước. Giống như mình cho người ta ăn cái gì mà người ta ăn người ta thấy ngon á, thì cái đó là có phước. Còn người ta ăn mà người ta chê là không có phước, nghe không? Thà mình cho người ta ăn ít mà nó ăn ngon là có phước. Còn nó ăn mà nó chê là không có phước. Nó phải biết cái nguyên lý này đó. Ví dụ như chùa mỗi buổi chia sẻ Phật pháp cho đại chúng từng ba bữa thay đổi, ví dụ như chai nước gì, hộp sữa gì cho các cụ, thay đổi, đừng có dậm chân chỗ. Những đức mà đi tu mà dậm chân chỗ mà không mở rộng, sao những đức thành công được gì? Tuy người ta chuyên niệm Phật mà cái cách giảng người ta có thấy không? Quá phong phú luôn. Người nào ngồi nghe cũng có kết quả. Thấy rõ chưa? Nên mình làm việc trong ngôi Tam Bảo, cái góc độ mình nó phải nhạy bén. Bây giờ cầm chiếc điện thoại thôi, nó thấy toàn thế giới. Muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, bấm lên, kiếm thử coi, quăng thử coi. Tự nhiên thấy cái gì đâu. Giống như đèn Trung Thu, năm nào cũng mua mấy con cò con vịt, thấy không? Người ta bấm ta coi thử coi nó còn loại gì, nó đặc biệt, nó mới mẻ không. Cứ dẫm chân hoài chỗ mà. Người ta làm bao nhiêu chuyện, còn mình thì chỉ có mấy cái vụ đó thôi mà không chịu mở rộng. Cái gì không có phát triển cái đầu óc thông minh là gì đó, đúng không? Nên người ta từ lớp 3, từ hai lúa mà người ta tiếp xúc, nào là ca sĩ, nào là trưởng bệnh viện, đủ thành phần, giao tiếp thành phần nào cũng được. Học Phật cái trí tuệ là cái chỗ gì? Chân thật. Và con người mình phát minh nhiều cái, nhìn nhận. Từ cái mua ăn uống cho các cụ, chúng ta cũng phải xem xét coi đồ ăn đồ uống gì nó mới mẻ. Đó là một cái tấm lòng mình nghĩ cho người ta, cũng là một đồng tiền mua, nhưng mà nó thêm một chút nữa mà người ta ăn ngon, còn hơn là người ta ăn không ngon. Thà mình cho người ta ăn ít một chút đi mà ngon cũng được, còn hơn là ăn cho qua ngày đoạn tháng, cứ mua đem về rồi ép nài để ăn có ý nghĩa gì, thấy không? Đó là cái người cầm tiền không thông minh hay không. Nó giống như mấy cái lồng đèn con cò con vịt đó, cho nó vĩnh biệt cái từ đây. Mai mốt mà mua là không có nói là trăm đèn cày nữa đâu. Nên người trong chùa mình ở chùa không không có đặc biệt. Nên quý Phật tử mà thấy cái gì mà đặc sắc một chút, đem nó đưa mẫu những đức coi, báo giá rõ ràng, thấy phù hợp là tôi làm liền. Nên bây giờ chiếc điện thoại chỉ cần quơ một cái thôi là thấy tùm lum mà. Tại vì mình không có phát minh. Giống như chùa mình bữa nào cũng làm đồng hũ, sửa đồng hũ bao la. Mà bà Bạch nói mấy bà cụ bà thèm mấy cái hộp sữa, sữa gì? Phô mi. Trong khi sữa phô mi là đồng hũ đậu nành, mà chùa thì làm đồng hũ sữa đậu nành nguyên chất luôn. Muốn uống xây cho mấy bao uống tràn họng cũng được. Tạo là tạo. Muốn uống thì mua cái chai sữa gì, cái hộp sữa gì lạ lạ một chút. Còn chùa sữa đậu nành bao la, xây cho bao uống mỗi ngày luôn cũng được nữa. Thèm thì qua xây mỗi ngày đi, ba đậu tràng uống cho le lử luôn. Tự nhiên thèm phô mi.
cái này hơi bị lạ, đúng quý vị? Bà già nào ở đây thèm sữa vô mi đưa tay coi, đưa tay thử, thật lòng luôn hỏi thiệt. Cô Bạch có nói mấy bà cụ thèm sữa vô mi nên bữa nào cũng mua sữa vô mi cho mấy bà cụ uống hết. Bà cụ nào thèm đưa tay coi. Cô nhìn chứ coi có bà nào dám đưa tay không? Trời ơi. Không, nhưng mà Nhà Đức nói cho vị nghe thấy phù hợp không? Đó. Đậu nành nguyên chất xay ra sữa nó còn dữ hơn nữa. Còn cái kia là ít gì nó cũng qua bên cái sản xuất. Đúng không? Chứ ai đâu mà ra hộp sữa mà hoàn toàn đậu nành như mình. Người ta phải pha chế. Hiểu chưa? Pha chế, hiểu không? Người ta kinh doanh, buôn bán người ta không biết nữa thôi. Nó nên nó không phải chết cứng được. Có những từng, ví dụ mình mua trái cụ thêm chai nước, cái bánh nhỏ nhỏ. Mấy cụ trong chùa thường trụ mà, tội nghiệp mấy bà già. Nó, cái đó là cái mà bạn có đặc sắc hay không. Ví dụ như ngày xưa người ta đi ăn nhà hàng được, nó bán cái chút xíu mà đóng mắt còn hơn cái gì, là do cái gì? Trang trí, bài bố, thấy không? Nó mua cái gì, nó cho mình ăn, nó đâu cho ăn nhiều. Chứ ăn có một chút là mình thèm muốn chết luôn. Nó, nên từ nơi đó, thấy không? Khi cho người ta ăn, mình phải có một cái góc độ nhạy bén, có một cái sự tư duy. Giống như những Đức thuyết pháp hoài mà sao ta nghe càng ngày càng đông. Chủ nhật mà ta ngồi mấy tiếng đồng hồ mà ta, phải chi người ta sợ là tới từng ta đâu có đến. Người ta đâu có càng lên phía trước người ta ngồi. Nếu mà người ta sợ người ta ngồi phía sau á, lỡ có gì người ta đứng lên người ta đi. Còn cái này người ta càng ở phía trước người ta ngồi. Trời ơi, cái buổi giảng những Đức mà mua được cái vé mà ở mặt tiền không phải giỡn. Cái vé mặt tiền là nói phải đăng ký nhiều năm lắm. À, người ta mới trực diện, người ta ngồi đó chứ không có giỡn đâu nghe. Đó thì thấy không? Nếu mà như mà những Đức mà dẫm chân chết cứng, người ta chán ngấy, ai mà đến tìm những Đức làm gì? Hiểu không? Còn bây giờ người ta càng biết những Đức người ta càng mê chứ người ta có chán đâu. Người đâu có chán mình đâu, thấy chưa? Mình phải sống động thì sao? Nên mấy bà sao không có sống động chút nào? Hiểu không? Niệm Phật mà, nó niệm Phật là niệm vô lượng trí tuệ mà sao không sống động chút nào? À, cái pháp môn tịnh độ này có một câu Phật hiệu, nhưng mà trong cái câu Phật hiệu này nó đa dạng trí tuệ nằm bên trong. Nên danh hiệu Đức Phật A Di Đà là còn danh hiệu vô lượng trí tuệ, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng giác, vô lượng độ sanh. Thấy đầy đủ chưa? Quá đầy đủ cái vô lượng. Cái chữ vô lượng là cái chữ viên mãn. Cái chữ vô lượng là cái chữ viên mãn. Mà mình niệm danh hiệu Phật mà mình không phát triển được là tại mình. Những Đức nói chùa của mình, người mà đi theo những Đức cái cơ hội quá trời. Danh tiền tài đầy đủ hết trơn. Trời ơi, chùa mình xài tiền có thiếu đâu. Nhưng mà nếu cầm tiền mà không biết cách xài thì cũng vô dụng. Thấy không? Nên có những người có tiền nhưng mà xài thành quả. Nhưng có những người có tiền thì xài thành phước. Phước hay quả là do góc độ của bạn chọn lựa nhìn nhận đó. Người ta có tiền, người ta xài tiền, người ta biết đẻ ra tiền. Tiền con người ta đẻ tiền cha người ta đẻ tiền ông nội. Người ta biết đẻ tiền nên ta xài tiền hoài xài không hết. Người ta xài tiền là người ta biết tiền là tiền con nè. Người ta sẽ tính ra là sẽ đẻ tiền cha, tiền mẹ. Rồi tiền mẹ, rồi người ta đẻ tiền cha, tiền ông cố, ông nội. Người ta đẻ như vậy nên người ta xài hoài không hết. Ta mới nuôi được 2.000 người. Đúng không? Quý vị mà không có trí tuệ đem tiền cha ra mà cuối cùng nó không có đẻ ra tiền lên nữa mà nó đẻ ra tiền cháo. Tiền ăn cháo. Hiểu không? Thua rồi. Đó. Nên cái đồng tiền mà dùng đúng thì đạt.
dùng sai thì quả. Dùng sai thì quả. Thế thì suy nghĩ đi. Có những người người ta giàu mà sao người ta vô tù nó ngon. Dùng sai đồng tiền. Hiểu chưa? Dùng sai đồng tiền. Rồi có những người người ta làm một cái chuyện lớn thế ghê, nhưng mà đổ đồng tiền vô không đúng chỗ. Sai. Nên tôi chỉ Phật tử, cái đồng tiền mà đổ vô chùa mình là đúng. Tại vì sao? Giờ tôi nói gì tôi không phải, tôi không nói ở chỗ khác sai. Tôi nói ở đây là làm cho người ta, làm cho chúng sanh. Nên đổ vô là sanh ra ông nội ông ngoại. Thấy chưa? Thì thấy không? Trung thu, bánh trung thu đồ cắt nhà ta ăn sạch nhất, thấy chưa? Cái gì mà cúng cho chùa là không còn miếng lá. Vậy là ngon rồi. Xong được cắt cho người ta ăn sạch nhất đó chứ. Ai bỏ đâu đâu. Đồ gì mà cúng vô chùa mình là đem chia sớt Đông Tây Nam Bắc. Vậy đó thì quý vị bỏ hạt giống vô thù thắng. Nó nên có tiền, nó cần phải có trí tuệ. Nó không có trí tuệ mà có tiền nhiều là có quả tai. Mình làm cái gì mình phải có cái sự cởi mở nhận thức. Tuy nó chân thật nhưng phải nhìn nhận để có mục tiêu. Tuy chân thật nhưng phải nhìn nhận để có mục tiêu. Nên mấy điểm chùa mà cầm tiền mà không biết dùng, đúng là dại thấy ghê. Thấy không? Trời ơi, tôi mà cầm tiền mà tôi không biết dùng chắc bây giờ chứ cháo không có mà ăn. Thua. Quý vị thấy không? Để ý đi. Thí dụ như trong mùa dịch người ta khổ te tua, người ta vô chùa mở cửa người ta vô liền. Đến chi? Một đồng trăm, trăm đồng ngàn. Cơ hội để nổi bật. Sau này người ta đồn ra cái ông đó ghê lắm. Mùa dịch không ai cho mình vô nhà, vậy mà ông cho vô đó. Phải nắm bắt cơ hội đó. Cái lúc mà người ta đang khổ te tua làm ăn không được, mà người ta đi đến chùa, người ta tu, người ta ở, cho người ta ở. Người xưa nói câu hay lắm. Vì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đúng không? Đó. Một miếng khi đói là cái lúc mà khổ một chút nó còn hơn. Mà một cái gói bự khi no. Khi no rồi đem lại có ý nghĩa gì? Còn khi khó khăn, khi đói nó mới ý nghĩa. Nên khi mà người ta khổ, mà người ta tìm mình, mình giúp được, mình giúp. Cái đó là lúc cần thiết. Vì lúc người ta quá khổ. Nên chùa là tổ ấm đã về mà. Xây lên ngôi chùa đó là tổ ấm. Người ta phát tâm là vô chùa ta tu. Chân thật cái tạo điều kiện cho người ta tu rồi dạy người ta đi. Có ai mà tự nhiên mà biết đâu. Cái kỷ luật sống có ai mà tự nhiên biết. Ai cũng phải được rèn luyện mà được dạy chứ. Ví dụ ngày xưa chúng ta mới đi lính, mới nhập ngũ, có ai đâu mà biết cái quy trình quân đội như sao. Vô đó phải được rèn luyện, phải được thầy dạy đồ đàng hoàng, cấp trên đồ hướng dẫn. Từ từ nửa năm, năm nó mới trở thành người lính có kỷ luật. Thấy không? Nên còn nếu không thì nó tùy tiện. Đó. Nên người tu cũng vậy. Người ta mới vô chùa có nhiều cái người ta không biết đâu. Nên những đức nói dù là hàng Phật tử gì, mình ngồi mình ăn cơm, mình thấy một người bước vô đứng lông ngông, ai cũng có quyền đứng lên. Tại vì quý thầy quý chú đang ngồi ăn cơm ở trên. Mình ngồi ở ngay cái đoạn đường, mình nhìn thấy người ta quay không biết chỗ ngồi. Là con người đến với con người, đặt mình vào người mình sẽ làm sao? Tự mình đứng lên kiếm chỗ cho người ta ngồi. Cái hành động đó dù là một người cộng tu, nó cũng là một con người khéo tu phước tu duyên. Con người vậy đi đến đâu cũng làm lãnh đạo. Cái tâm người như vậy là người lãnh đạo đó quý vị. Chính bản thân tôi thấy rõ ràng rồi đó. Ngày xưa tôi khi đi vô cái chỗ làm, không có ai mà chỉ tôi cảm thấy tôi bị chơ dơ. Lúc đó trong lòng tôi ngồi ăn cơm bị chơ dơ ghê. Tôi nói một câu, tôi mà ở đây một năm sau bất cứ ai vô để làm, tôi là người bước đến nhanh nhất để hỏi người ta và chỉ người ta chỗ chén bát bớ cơm sao sao.
chỗ nào chỗ nào. Nên tôi ở chỗ làm mười mấy năm, tất cả những người phương xa miền quê đến làm, tôi là người đến hỏi han thăm lơm, chỉ việc làm. Hồi xưa tôi trên thành phố mà ai mà hỏi đường, quý vị tin không? Tôi còn lấy xe tôi chạy, tôi dẫn đi, chứ không phải là cái chuyện chỉ khơ khơ đâu. Lấy xe chạy dẫn đi, chạy về. Có nhiều thằng bạn đó, bộ mày khùng đi, tự nhiên mày dẫn người ta đi, mày tốn tiền xăng. Thấy chỉ người ta quòng queo, sợ người ta không biết đường. Tại vì mỗi lần mình đi kiếm đường khó quá. Cái tâm nhiệt tình đó mà sau này tôi mới thấy rõ ràng, thì ra là cái tính nhiệt tình đó mà tôi làm lãnh đạo đó chàng. Rõ ràng không? Mà tự nhiên học Phật Pháp nó lại học được nhiều. Vì cái tâm mở rộng ra mới học Phật Pháp được nhiều. Cái tâm vì người, cái tâm mở rộng, cái tâm nó thương người, nó học được Phật Pháp nhiều. Chứ bây giờ những đức nói ai cầm tay mình đâu. Tôi đi vô chùa 5 năm tôi thấy rõ ràng. Thầy thì ai cũng bận, lo việc chùa truyền giảng Pháp đi tứ tung lang thang. Vô chùa 5 năm tự mình bư vào, tự mình cố gắng. Nghề dạy nghề 5 năm tôi rèn luyện là học tập gì. Xuống đây với hòa thượng mình lo xây chùa, ngày lớn tuổi có mấy lần đâu, ngày lớn tuổi mà bản thân mình phải cố gắng. Như nhìn từ cái hành động việc làm của các ngài, mình quan sát, mình làm cái gì mình sai, không phải mình điều chỉnh lại, ai chỉnh sửa giùm mình, mình nhận thức để mình học tập. Người vậy thì nó giỏi quá trời, ai đâu cầm tay mình. Mình đi vô chùa mình nghe giảng tối ngày, mình nghe nói gì mà mình nói vô chùa mình không học được cái gì. Tại mình, tôi vô chùa là tôi không có thấy cái 5 năm trên kia là tôi không có thấy được giảng gần gũi gì đâu. Tôi không có thấy nghe giảng gần gũi gì đâu. Đa phần là giảng giống chủ nhật đó. Mà giảng giống chủ nhật á, thì cái người trong chùa thường trụ á, người mà học được á, người thường trụ trong chùa mà học được cái ngày chủ nhật á, là người này phải cực kỳ phong phú mới học được ngày chủ nhật. Tại ngày chủ nhật nó nghiêng về công chúng xã hội nhiều dữ lắm. Nhưng mà muốn học được là phải nhìn nhận sâu sắc. Mà khi học được cái ngày chủ nhật là học được tất cả luôn rồi đó. Vì sao? Nó muôn biến dạng hóa nằm bên trong đó. Còn cái ngày mà tôi chia sẻ gì hoặc mỗi buổi sáng ăn cơm đó, là tôi nghiêng về chúng trong chùa nhiều, nói về nhân sinh đó. Nên tại vì học không được thôi. Mà cái học mà không có cảm giác là ngay chỗ nào biết không? Cái học mà không có cảm giác là do quý vị không có hành trì. Nếu như quý vị hành trì, quý vị sẽ nghe và học nó cảm giác sâu sắc lắm. Vì nó ngay tông quý vị luôn. Khi bị hành trì mà nghe cái hành trì mà nói là bị cảm nhận, ôm thầy này giảng hay quá. Tại vì sao vậy? Bị hành trì nghe nó mới thấy hay. Còn cái người chưa làm thì nghe nó khô khan lắm, vô vị, nó không có cảm giác. Đó, nên những đức nói con đường mình đi tu gặp ngay tịnh độ. Mà gặp ngôi chùa mà nuôi người già, những đức phân tách cho vị nghe nè. Tịnh độ mà nuôi người già thì đúng là hết sảy. Hết sảy à. Trời ơi, đúng là cao thủ võ lâm. Tịnh độ mà nuôi người già, niệm Phật thì bị nghĩ sao? Cực kỳ thù thắng. Vì cái pháp môn tịnh độ này là pháp môn gọn, mà người già thì mắt mờ, tai điếc. Một câu Phật hiệu này dạy họ là đúng là số một. Quý vị biết rằng Phật Pháp nếu như không giảng thiết rõ ràng thì Phật Pháp trở thành hù người sợ. Cho quý vị biết chứ. Nên quý vị biết rằng là nhiều Phật tử miền ngoài là do bị hù. Do bị hù nhiều. Hù là bà có tội và mang nghiệp, bà phá thai nhiều lần, bà phải làm gì nè. Mà cái này là tôi làm cho bà. Xanh mày xanh mặt hết trơn. Nó Phật Pháp đâu phải vậy đâu. Phật Pháp không phải hù cho người ta sợ, mà Phật Pháp làm cho người ta an tâm, chứ không phải hù cho người ta sợ. Quý vị nghe những đức giảng đi là quý vị sẽ hoàn toàn thoải mái. Quý vị sẽ không có cái gì mà sợ nữa chứ nha. Mà quý vị trở thành con người an lạc tự tại luôn. Và lại có cái cách tu, có cái pháp tu để mà quý vị giải tỏa được những cái bất an, chứ không phải là để cho quý vị lo sợ.
Có những người chưa học Phật, tại sao người ta không muốn đi học Phật? Vì khi người ta đi học Phật, người ta rất là sợ. Vì trong Phật giáo nhiều người, người ta nói ra cái làm cho người ta sợ. Bà như vậy sẽ đọa địa ngục, địa ngục, địa ngục. Cứ cái địa ngục đặt vào tâm người ta thì người ta đi đọa địa ngục. Còn này vì đặt câu Phật hiệu vào tâm người ta thì người ta về cực lạc. Hiểu không? Bây giờ nè, tôi nói đơn giản dễ hiểu nè. Ngày xưa tôi ngoài đời tôi hô nhiều là do tôi đặt cái tâm hô đó. Tối ngày tôi cứ lo cái hô mà tôi mất lòng tin với tôi, nên tôi bị thất bại. Bị thất bại là do tôi mất lòng tin với tôi. Hiểu chưa? Đó. Vậy mà Phật Pháp giúp cho tôi tăng lòng tin lên. Và cuối cùng nhờ cái lòng tin kiên cố mạnh mẽ mà tôi thoát hô. Thấy không? Đó, hay chưa? Tôi học Phật tôi thoát hô. Thoát nghèo. Thấy không? Rõ ràng chưa? Còn nếu không, nếu tôi mà không có góc độ đó là tôi sẽ bị chói buộc. Tôi bị chói buộc. Tôi chịu ngoài đời vì cái hô là do tôi bị chói buộc. Chứ bây giờ nó cũng hô, tại sao bây giờ tôi tự tại? Nên chúng ta có thoát được hay không thôi. Phật Pháp nếu không khéo là trở thành dọ người. Dọ người ta sợ đó quý vị. Quý vị, nhiều Phật tử, những Đức nói bảo đảm nhiều Phật tử mà nghe câu này, quý vị sẽ viết ở dưới cái bình luận thầy giảng. Đúng quá. Chắc chắn quý vị luôn. Tôi là đi sâu sắc, tôi nhìn nhận sâu sắc, lắng nghe tiếp nhận, nên tôi học tập nhanh là vậy đó. Quý vị biết mỗi buổi giảng tôi đều coi bình luận ở dưới đó. Có nhiều người ta nghe mình giảng, ta bình luận như thế nào vì góc độ chỗ đó làm sao tôi trả lại phù hợp. Nên buổi giảng nó vô cùng phong phú, sống động, thấy không? Nên ta nghe người ta thấy nó sao nó vô ngay người ta, dính ngay người ta, nên người ta ngồi hoài. Có nhiều người mà mấy bà nói là mắc tiểu mà không dám đi, chứ chịu 3 tiếng đồng hồ mà quý vị sao mắc tiểu được vậy mà không dám đi. Nó có cái lần đó, cái bà cô đó, bà quá mắc tiểu rồi mà mình giảng bà cười đến mức ướt cái quần. Kinh chưa? Tại vì nó mắc tiểu quá mà bây giờ chịu cái van lại, mà cuối cùng mình cười mà kiểu mà mình té cười thì nó té luôn. Mình té cười thì dưới nó té luôn, ướt cái quần luôn. Nó kinh chưa? Nên từ nơi đó mà quý vị biết tại sao mà chia sẻ mà thu hút gì, vì nó xác thực, nó xác thực đi vào lòng người, gần gũi tiếp nhận được, áp dụng được. Nó nên tất cả cái khổ đau trong cõi đời này nó không có thật, nhưng cái mà quý vị khổ đau là do quý vị đặt vào đó mà khổ đau. Nên bữa đó những đứa gặp cái cô kia, cô mang nghiệp phá thai 2 lần. Khi mà cô nói rằng lúc cô chưa nghe Phật Pháp thì cô không biết cái vấn đề đó là cái gì, mà dữ dằn, cô bình thường lắm, bình thản lắm. Nhưng mà khi mà cô nghe Phật Pháp, nghe một số người nói, thì bà xanh mày xanh mặt, bà sợ không tưởng tượng được. Ăn không ngon ngủ không yên, chịu nửa năm. Bà ốm bao nhiêu ký? 15 ký. Bà nói lúc trước là bà 65 ký, vậy mà khi bà nghe Phật Pháp bà xuống 15 ký. Ghê chưa? Bà mới biết cái đó là đáng sợ. Bà sợ cực kỳ sợ. Xong rồi bà quỳ trước Phật, bà nói nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Con gặp Phật Pháp mà tới ngày hôm nay con sợ quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Phật gia hộ cho con để có người giảng giải kỹ cho con nghe, để con hết sợ. Nó, cái tâm chân thật của bà, quý vị, bà nghe mình giảng 2 tháng sau bà hoàn toàn thông tâm, bà lên được 8 ký. Kinh khủng vậy, không biết làm sao luôn. Tại vì bà cởi mở tâm tư, tại cơ địa của bà là nó là cái cơ địa mập chứ không phải là ốp.
Nhưng mà bà bị u uất trong lòng nên nó ép sát bà xuống tuột dốc. Bà vừa nghe mình bà cởi mở tâm tư một cái là bà bùng nổ liền. Giống như cơ địa bà là cơ địa mập, bà vừa thông tâm một cái là nó bùng lên liền. Trong 2 tháng bà lên 8 kg. Kinh chưa? Không tưởng tượng được. Bà gặp như Đức bà nói rõ ràng thầy giảng không có đáng sợ, mà là thầy chỉ cách để cởi mở ra. Chỉ cách để cởi mở ra. Nên Phật pháp là phương pháp để chỉ người ta cởi mở tâm tư. Chúc quý vị an lạc nha. Rồi chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc nha. Bây giờ đọc 12 lời đại nguyện nha. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hoan nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ,
chống viên thành toàn giác. À, chúng ta phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, không buồn giận hay để trong tâm, chỉ để danh hiệu A Di Đà Phật trong tâm. Và khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc, quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.